Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Nay em giới thiệu đến cho các bác ít hàng nhá. Thì hôm nay nó có cái gì em giới thiệu luôn trên video này. Thì hôm nay em có cái xe này nhá các bác, cái xe nhôm này này. Đó, tủ điện thì hôm nay em lên được 3 mẫu nhá các bác. Chỗ này 2 mẫu này. Đó, và cái mẫu đây nữa này các bác này. Đó, cái mẫu này nữa nhá các bác. Đấy. Và hôm nay em sẽ xả kho nhé các bác, xả kho cái món này đấy. Đó, ba năm cái bình này nhá, combo này 3 cái này, combo này 2 cái này, bác nào mua 1 cái thì em cắt đến đây đi nhé các bác. Đó, cắt đến đây đi cho các bác đấy, đây nhá, nếu mà bác nào mua 1 cái thì em cắt bên này nhá, cắt đến đây. Đó, cắt đúng cái chỗ này nhá các bác đấy, cho các bác đó xả nhá. Cái này thì hôm nay em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác toàn bộ này này, các bác mua cái này em bao ship cho nhá. Đấy. Này vẫn lên 2 cái lọc dầu của Nhật này, rất là xịn nha các bác. Mới về hàng, mới về ngày hôm nay này, có 2 cái, hôm nay về được một cặp. Rất là đẹp. Cái motor này hôm nay em về được nhiều lắm, em bán giá tốt nhá, 150k một con thôi. Đó. Con này hôm nay giảm giá xuống này, đang từ 2 triệu rưỡi xuống 2 triệu 2 này. Đó. Cái bình này nha các bác, nặng 23 kg, em đang bán 2 triệu, hôm nay giảm giá xuống còn 1,7 triệu nha các bác, để cho các bác mua. Đó, sau tí em view nhé. Con bơm dầu này giảm giá từ 4 triệu xuống còn 3 triệu rưỡi này. Đó. Nên em về được cái con bơm khuấy này nha các bác, về được cái mẫu này. Đó. Mẫu này nha các bác, và cái mẫu này thì em giảm giá xuống từ từ 1 triệu xuống 800 này. Đó. Hôm nay về được 2 cái con này nha các bác. Con này nó là cái con chính xác nó là cái con motor ở cái cửa đẩy ở trong công ty đó các bác, cái cửa mà nó đẩy ở bên ngoài đó, nó đẩy đẩy cái cửa đẩy đó, 370W nha. Con này chạy đảo chiều được đấy, nó tự, các bác chỉ cần lắp một cái công tắc đảo chiều vào đây cái là tự đảo chiều được nhé, rất là hay, không cần phải gì cả. Sau tí nữa em sẽ view cho các bác sau. Cái quạt này này đã, mọi ngày em đang bán 300, hôm nay giảm giá xuống còn 250 nhá, hôm nay giảm giá khá nhiều mặt hàng, rất là nhiều đó. Và hôm nay em về tiếp quạt này, quạt này bán được rất là tốt nhé các bác. Đấy, 500k một cái này. Con này thì cánh sắt này, động cơ của Đức này, giá cao hơn 600k. Đó, con này thì được cái động cơ của Đức này, ghi Made in Germany hiển hoi nhé các bác. Nó ghi ở đâu nhỉ? Em quên rồi. Đây, Made in Germany. Đó, có một con duy nhất thôi. Công suất hơi kinh 275W. Đó, thì cái con kia thì công suất bao nhiêu thì em không biết. Tại vì con đấy phải tháo ở đít ra biết được. Đó. Chỗ kia thì còn một cái thùng đồ nghề duy nhất này, giá 350k bằng inox này, một cái máy chiếu này. Đấy, bên ngành y tế cái máy soi tiêu bản hay cái gì đó em không nhớ nhá. Con này em bán giá cho các bác là 1 triệu này. Đó, mấy cái tay màn hình còn sót lại ngày hôm qua này, hôm qua về được hơn chục cái tay màn hình, bây giờ nó còn có 5 cái thôi. Đó, chỗ này là vẫn mấy cái lồng nhôm này. Đó, chỗ này thì là vẫn những cái tay nối nhá các bác, em gọi là cái tay nối ở bên ngành điện điện lực này. Đó, rất là đẹp nhé các bác. Sau tí nữa view cụ thể. Đây em chuẩn bị một cái trụ thép này để sau em đập cho các bác xem. Đó, hôm nay lại tiếp tục lên cho các bác cái trụ nhé. Cái trục trượt lục giác này nhé. Cái này thì em có số lượng cực lớn. Các bác sau cùng mua. Hàng thì hôm qua em mới về, thế đâm ra là chiều hôm qua em cho công nhân bọc hết như này rồi nha các bác. Hàng các bác nhận được là em sẽ bọc như này rồi. Còn 2 con này em chưa bọc thôi, nên để view cho các bác. Nó đẹp như này nhé các bác. Hàng em bọc gọn gàng như này. Quá này 200k một cái này. Đó. Đó, lọc nước hôm nay lại lên lọc nước cho các bác nhé, mới về rất là nhiều. Em bán theo kiểu combo nhé các bác, kèm tặng lọc luôn. Riêng 2 con triệu tư này thì không tặng lọc, 2 con triệu tư này sai lọc nó khác, không có lọc để tặng. Đó. Chỗ này một ít hàng inox nhưng mà nó là hàng hàng của thủy lực nhé các bác. Hàng này là hàng áp cao. Đó, cái lý do là áp cao đây, các bác nhìn cái đầu này thì các bác biết nó là áp cao nhé. Đấy, toàn hàng áp cao thôi mà nó rất là dày nhá, nó toàn dày thôi, toàn dày dã man thôi nha các bác. Nó chỉ có một cái điều là cái là nó hơi đắt tiền. Đó, thì cái đống này này, cong này, cái nối này, chủ yếu là cong và nối. Cái này là gen 27 là to nhất nhá. Đó, con nào to nhất như này là gen 27 này. Đó, còn lại những con này là gen 21 này, đầu này chắc là gen 21 này. Đó, đấy em để hết lượt ra đây cho các bác xem. Đó, nó có cả những cái một vài cái đầu bé xíu như này nhé các bác. Đấy, giá chỗ này em bán 180k một cân này. Chỗ này là gen 27 này.
hàng này siêu siêu khủng nha các bác. Hàng này thì các bác về làm thì em bảo hành cho các bác đến lúc em chết nhé. Đấy, cái này thì em cũng bắt chiếc một số shop bảo là mấy kia anh em mình gặp nhau ở dưới âm phủ bảo là mẹ anh bán cho chú ít đồ này, anh bảo hành cho các chú đến bây giờ vẫn chưa hỏng. Đó, kiểu kiểu như thế nhá, đồ này thì chả bao giờ hỏng được các bạn, nó dày kinh khủng luôn. Giá cái này em bán là 120k một cân này, giá cái này 180k một cân này. Và một ít cái đồ chỗ này nhá, chỗ này nó có một cái con khóa inox à. Nhưng mà nó bị mất tay, về các bác chế tay là vặn được nhá các bác. Đó, em bán cân cho các bác chỗ này. Nó có hai cái cong này em để đây luôn này. Chỗ này là mấy cái kép nối thẳng này, toàn bộ là gen 27. Con này thì hai cái đầu gen này nối vào nhau à. Đó, chỗ này thì 80k một cân. Đó. Đấy. Chỗ này thì vẫn mấy cái trượt này, mấy cái con ven ven điện qua em view em cũng còn ở đây vẫn còn. À, đấy vẫn còn nha các bác. Chỗ này thì là vẫn đồ linh tinh này. Cái ống kia vẫn còn nha các bác. Cái ống kia vẫn còn kìa, còn một ít nữa thôi. Hôm qua đi được một nửa rồi, còn một nửa nữa nhá. Còn trong kia là vẫn rất là nhiều đồ. Đó, bình inox các thứ vẫn nhiều lắm nhá. Trong kia là nhôm với phíp này. Inox à. Trượt dây đai kìa các bác kìa. Đó. Thì bây giờ em sẽ view từ ngoài trở vào nhá các bác. Em sẽ view từ ngoài này trở vào. Đó, view được đến đâu thì là lúc nào mỏi thì em sẽ nghỉ nhá. Thì đầu tiên em lên cho các bác một ít cái xe đẩy nhôm này. Đó. Xe đẩy nhôm nhá các bác, em để ra đây tận 3 cái lận. Lý do em để đây 3 cái là một cái là nó không chống rông, không có gì như này nhá. Một cái thì nó có cái nan này. Và một cái thì nó có hai cái nan này. Kích thước thì toàn bộ bằng nhau hết. Là 60 x 50 x 11. Đó, giá 440k đối với cái này. Đó, 440k nhá. Đó. 60 x 50. Đó. Đây các bác này, 60 x 50. Đó. Thì cái này nó là bằng nhôm 4 x 4 nhá các bác. Dùng nhôm dày lắm các bác. Đây, cơ bản người ta thiết kế để làm xe mà, đâm ra người ta làm rất dày, nhôm siêu dày luôn nhá. Bánh xe ở đây. Bánh xe thì quay tứ phía nhá các bác. Nhược điểm là không con nào có phanh hết. Đó. Cái này các bác muốn đựng đồ à, các bác muốn làm cái này các bác bán về các bác làm những cái chân tủ lạnh này, chân máy giặt. Rất là hay nhá. Các bác về các bác lùa tháo nó nới ốc này này. Nới những cái con ốc ở đầu này ra nhá các bác. Đó, nới con ốc ở đầu ra này. Đấy, sau lùa cái gì vào đây này, lùa một thanh thép hay là một cái tấm thép hay là một cái miếng gì vào trong cái khe này nhá. Đó, để các bác để đồ rất là hay. Đó, giá em bán là con này là 440k này. 60 x 50 x 11 này, nó cao 11 cm nha các bác. Đó, cao 11 cm là giá 440k. Con này là 460k này, nó thêm cái thanh này là thêm 20k. Đó, nó có cái sợi dây inox ở đây. Sợi xích inox ở đây nha các bác. Đó. Thanh này thì là 480k, nó có hai cái. Đó, thì tất cả hôm nay những cái xe đẩy này nhá, những cái xe đẩy bằng nhôm này em bao ship hết. Bao ship toàn bộ những cái xe đẩy này nhá. Đó. Đó, đấy là mã đầu tiên này, bao ship này. Đó, nhắc lại kích thước cho các bác nhá. Đó, nhôm này là nhôm 4x4 nhá, rất là dày. Nhôm dày dã man luôn nha các bác. Đấy. Bao ship toàn bộ những cái xe này nha các bác. Đó. Bao ship hết. Một cái là 440, một cái 460, một cái 480. Là các bác rẻ được khoảng độ 40-50 nghìn rồi. Tiếp theo em lên cho các bác cái tủ điện này nhá các bác. Em có 3 mẫu thì em đây lên 2 mẫu này trước này. 38 x 40 x 20 nhá, giá 380k. Bên trong của nó đây nhá các bác. Đó, gioăng cao su này vẫn còn khá là mới này. Đó, ở đây nó có cái thanh cài này. Cái này thì cái thanh cài này thì em không hứa cái gì nhá các bác. Chỉ hứa là nó còn cái miếng lót này thôi. Đó. Nó sẽ có hai cái kiểu bắt ốc nha các bác, một kiểu bắt ốc ở đây này. Đấy, hai lỗ, đây là 6 lỗ này. Và một cái kiểu nữa là bắt ốc ở đây. Tất cả những cái tủ này con nào cũng đều như thế nha các bác. Đấy, nó có 6 lỗ ở đây nữa là 12 này. Đó, khóa ở đây nha các bác. Về các bác cái này thì ở trong nhà máy người ta bán thành lý người ta vứt đi rồi. Phá máy vứt đi rồi các bác về làm con tô vít hay là cái gì kẹp kẹp vào đây xoáy dễ lắm nhé các bác. Đấy, ví dụ như này. Cái này cắm vào nó hỏng mất. Để em lấy con tô vít. Đó, cái này các bác làm con tô vít hai cạnh này. Vặn này cái là nó xong nhé. Đấy, mắc rồi. Đó, con này nữa nha các bác.
con này thì nó to hơn một tí này, size này là size 48 x 40 x 20. Giá con này thì là 450k. Đó, bên trong thì nó y xì, nó vẫn cùng cái hãng SC Solar này nhá các bác, của Trung Quốc á. Con này thì nó xịn hơn là cái là nó cái cánh này là nó có cái chốt này nhá, nó có hai cái chốt này. Đó, cái con này thì nó xịn hơn. Đó. Bên trong nó còn khá là mới nhá, bên ngoài thì kiểu như là công ty đã vứt phơi mưa phơi nắng là thế nhá. Bên trong đây đẹp lắm. Một số con thì nó vẫn còn cái nhựa này, một đa phần là hết rồi. Đó, nó có sẽ có 6 lỗ ở đây nữa này để bắt này, và 6 lỗ ở đằng này. Đó. Các bác cái này thì các bác đóng vào là các bác phải chốt lại cái cánh này nhá. Đó, chốt lại cái cánh này. Sau đó thì mới đóng được cánh này nhá các bác, tại vì cái cánh này nó ăn vào cánh này. Đó, cái này thì nó cũng mất chìa rồi nhá các bác. Bác vặn 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 bằng tô vít này thôi. Đó, xong rồi nhá, cứng test luôn. Đó. Tiếp theo con thứ này. Con này thì hôm nay con này em giảm giá cho các bác nhá. Hôm nay em giảm giá cho các bác, con này chính ra là nó rất là đắt tiền đấy. Lý do làm sao đắt tiền đây, em cho các bác xem nhá. Cái khóa này này, riêng cái đầu cái khóa này nó rất là xịn này. Đấy, cái khóa này là khóa của Đài Loan nha các bác. Cho các bác xem. Đấy, riêng cái khóa này là Made in Taiwan là thôi. Đấy, riêng cái khóa này. Cái bộ bản lề của nó xịn cỡ này nha các bác. Đó. Bộ bản lề của nó xịn này. Đấy, bên trong nó đây. Bên trong của nó thì cũng bình thường thôi, cái miếng lót bình thường. Nó có chỗ này là thiết kế khe thoát gió này. Chỗ này thì nó có cái quạt để thổi vào nhưng mà mất quạt rồi. Đó. Con này thì hôm nay em bán cho các bác, em giảm cho các bác nếu mà giảm cho các bác 50.000 thì còn rẻ hơn, à còn ngon hơn là bao ship nhá. Bao ship con này nó nặng. Con này nó nặng đến tận 15 cân hay sao ạ. Hôm nay em giảm giá 50.000 con này nhá, 10% rồi. Đó. Còn 450 nhá, không bao ship đâu các bác. Nhận hàng con này chắc về nhà phải tầm cỡ 520 đấy. 501, 502 gì đấy em không nhớ đâu. Sao phải cân. Em có hai con nhá. Cái con dưới này thì nó mất cái miếng nhựa này rồi. Đó, nó y xì như nhau thôi. Quá thế này. Đó. Y xì nhá các bác. Con này thì bên trong nhiều cái miếng nhựa kia hơn. Đó, bên con này bên trong có nhiều miếng nhựa này nhá. Đấy, con này thì mất cái nắp này nhưng ở bên dưới ở bên trong này thì đổi lại là được nhiều những cái thanh cài nhựa này. Đó. Thế là hai con này là xi xoa là bằng nhau nhá các bác, giá 450k một con. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã mấy cái bình này nhá các bác. Như ban đầu em nói này. Nên em xả nhá các bác. Đó. Giá em bán cho các bác là giá 30.000 đồng một cân, thì cái này em cân đâu hình như là có cái bình đôi này này là giá là khoảng độ 20 cân thôi. Đó, cái này chắc khoảng độ 30 cân. Đó, giá 30.000 đồng một cân nhá các bác. Đó. Bác nào mà chuyển khoản nữa em hỗ trợ các bác nửa ship nữa nhá các bác. Đó, nếu mà chuyển khoản đủ em hỗ trợ các bác nửa ship nữa. Kích thước của cái bình này là nó cao 50cm này. Và đường kính này là dài 28cm nhá. Đó. Nó sẽ có 3 cái lỗ ở đây là một này. Đó, 3 lỗ bắt vít rồi nhá. Riêng con này thì là có cái nối nhanh này bằng đồng này. Đó. Bằng đồng này hơi nhiều tiền nhá. Cái này đi mua mất mấy chục nghìn rồi. Đó, trên này là có một cái cút này này. Mỗi bình có một cái cút ra nhá. Riêng con này thì lại không có. Con này bị bịt luôn cả hai đầu. Đó. Bên này ba nút nữa này. Đấy. Sườn của nó đây nhá các bác, sườn đây thì nó có cái tem kiểm định thôi, nó chả có cái gì cả. Ở dưới này, dưới đáy này thì là có cái van xả đáy nhá các bác. À nó có cái rốn xả đáy thôi chứ không phải van nhá. Cái này thì nó được xì bằng khung bằng V5 này, rất là chắc chắn này. Khung bằng V5 nhá các bác. Đó. Đó. Con này nếu mà các bác mà muốn tích khí tầm cỡ áp chục ký là không vấn đề gì đâu nha các bác. Đấy, nghe em gõ này. Khá là tốt nha các bác. Đấy. Nghe tiếng kêu khá là dày. Đấy, em gõ để cho các bác biết. Đấy, em bán với giá là 30.000 đồng một cân. Đó, bác nào chuyển khoản em hỗ trợ ship nhá. Hỗ trợ nửa ship. Thì nếu mà bác nào mua một con thì em sẽ cắt cho các bác đến đây nhá. Đấy, cắt đến đây. Nhả cái mối hàn này ra, chỗ này người ta dính đây thì em nhả được nhá. Đấy, cái máy cắt vào đây là nhả cái là được thôi. Đó, em sẽ cắt đến đây nữa này. Đó. Thế còn bác nào mua cả nhá, thì em bán, em cứ cân lên cho các bác. Riêng con này nó là combo này. Đấy, hai bình, cái này gọi là combo ba bình. Đó.
Đấy là xong rồi nhá các bác, xong cái chỗ này xả nhá các bác. Đấy là được hai mã rồi, một mã xả giảm giá và một mã bao ship rồi. Tiếp tục sang bên này thì em có những cái con này này. À, con này động cơ 24V nha các bác, nó tháo ở máy lọc nước ra nhá các bác. Em bao các bác hoạt động bình thường. Đó. DC 24V này. Con này công suất bao nhiêu watt này? 1,5A. Chắc là ba mấy 40W gì đấy các bác. 24V. Con này nó không ghi watt, nó chỉ ghi A thôi các bác ạ. Con này em bán 150k một con nhé. Đấy. 150k một con này. Đó, hôm nay em trả về được nhiều em bán rẻ cho các bác nhé. 150k một con này. Bao cho các bác là sống bình thường, nhân răng. Nó nhiều con nó vẫn còn bịt đầu này các bác này. Không biết lý do gì. Đây những con này toàn còn bịt đầu hết đây. Đó. 150k một con, điện DC 24V nhé các bác. Đó. Đây trước em bán 200 này, nay về số lượng nhiều bán 150 thôi. Tiếp tục sang bên này. Giới thiệu đến cho các bác cái lọc dầu này nhé các bác. Đây. Cái lọc dầu này là gen này là gen 27 nhé các bác, gen này gen 27 này. Con này cái gen này nó đang bị móp này. Đó, về sau ấy. Nắn lại rồi các bác. Đấy này vừa không? Này chắc phải nắn lại cái con này. Đó, gen 27 nhá các bác. Đây gen 27 cút cong này. Đó, lọc của nó đây nhá các bác, mic in Japan này, 3.5 MVA Fisher này. Fisher này là lọc nhá các bác. Đó, rất là xịn nhá các bác. Đấy. Nó lọc nó sẽ đi như này nhá các bác. Ở trên này nó có cái phao gì em không biết đâu. Em thử xoáy xem nó có ra cái gì không. Đó. Đồ bằng nhôm đúc liền nguyên khối luôn nha các bác, rất là xịn sò. Hàng của Nhật luôn này. À, tay Shikoyo này. Đó, margin Japan luôn. Con này em bán 750k một con nhá, hôm nay em về được hai con này. Đó, 750k một con. Đó, size rất là lớn nha các bác. Con này size rất lớn, em đo cho các bác cái nhá. Đó. Đây này các bác này. Nếu mà đo cao hết cỡ là nó phải như thế này nhá các bác. Là khoảng độ 30 cm. Đấy, tổng chiều cao nó khoảng độ 30 cm. Đường kính của nó chỗ này là nó khoảng độ 9 phân. Đó, nếu mà dài từ bên này sang bên hết cái cút cong này nó khoảng độ 20 phân này. Đó. Bằng nhôm đúc nhá các bác, 750k một con. Đó, em giới thiệu xong hai con này rồi nhá các bác. Bây giờ em dẹp vào đây để em view tiếp đồ khác này. Đó. Tiếp tục sang đây thì em giới thiệu đến cho các bác em lên cho các bác bốn cái con máy bơm khuấy này nhá. Con này nó là bơm khuấy. Các bác đợi em dòng dây điện, các bác bấm tranh thủ bấm cho em một like đi. Một like mà đăng ký kênh. Đó, để cho thằng em có cái động lực làm video đi săn hàng. Giới thiệu chào bán đến cho các bác. Đó. Thì hôm nay em lên cho các bác hai cái mẫu bơm khuấy này. Thì đâu để em quay cam sang bên này em cầm cho nó thuận tay. Đó. Quay cam sang bên này cầm cho nó thuận tay nha các bác. Thì em có hai con này nó giống nhau này. Nó chỉ khác nhau một tí là cái con này chỗ này người ta sơn trắng, chỗ này người ta sơn bình thường ấy thôi. Chả, nó y xì luôn nha các bác. Đó. Chả khác nhau cái gì thì em cầm một con em view thôi nha các bác. Cầm luôn con rán giá này em view cho các bác này. Đó. Con này trục này là trục bằng inox hay gì em chưa biết này. Nó đến từ cái thương hiệu Terra nha các bác. Terra này là của Nhật nhá, nó chạy điện 3 pha 200V và 220. Đó. Công suất con này là 0,25 kW, tức là 200W, 250W nha các bác. Đó. 250W. Con này nó bơm cao được 4 mét thôi nha các bác. Và đây, H cao này là 4 mét này. Và bơm thể tích này là 105 cho đến 130 lít một phút nha các bác.
105 cho đến 130 feet lít một phút này, tần số 50 hoặc 60 hẹp này, vôn từ 200, 200 và 220 này. Đó, Rentai Taku này, ENC này. Đó, con này là của Nhật nhé các bác. Rentai này là của Nhật nhé. Ở đây người ta không ghi make in Japan nhưng mà con này 100% của Nhật. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Trước khi test thì em đo kích thước một chút nhé các bác. Đấy. Ở trên này nó có cái nút nhựa nhựa này các bác này. Để các bác kiểm tra như là kiểm tra dầu hay là kiểm tra đây. À đúng rồi. Cái này lau đi nó sạch như các bác nhé. Đấy, cái này là cái trục bi này, kiểm tra hoặc là các bác có thể tra mỡ vào đây rất là tiện nhé. Đấy. Đấy. Em cậy ra đó, nó cao tổng thể này 42 đến 43 cm nhé các bác. Đường kính motor này khá là lớn nhá. 12,5 cm này. Cái phần mà nó ngâm được nha các bác là nó khoảng độ 24 cm. Đấy, cái phần nó ngâm được là em đo đến chỗ này này là 25 cm nhá, ngâm được là 25 cm. Đấy, con này thì đường kính cánh bơm nhá. Đường kính cánh bơm đây này, em đo bao ngoài là 12,5 cm nhá. Đấy, cái trục này. Gen này thì là gen nó đang ra gen 21 này. Đó, nó thu lại rồi còn 21 nhá, còn bên trong của nó là 27 đó. Đó, nếu mà bao ngoài này là 27 nhá, gen ngoài này là 27. Có một cái kép inox thu lại còn 21 rồi này. Đó. Cánh này là cánh bơm của nó là bằng inox nhá các bác. Cánh bơm này thì em có thể là các bác nhìn nó không rõ thôi nhưng mà em bao các bác là cánh này là cánh inox nhá. Đây. Đó, cánh bên trong này này là bằng inox nhá. Đấy, em bao bảo hành cho các bác là cánh này là cánh inox. Bây giờ em sẽ test cho nó chạy nhá. Em sẽ test một con thôi. Đó, kéo gì cho đây để em đấu tụ này. Không có điện 3 pha lại phải đấu tụ nhá các bác. Câu chuyện muôn thuở nhà em vẫn là thế. Em còn chả biết nó chạy thế nào là ngược, thế nào là xuôi. Còn đang không nhớ thế nào là chạy ngược, thế nào là xuôi. Nó không có mũi tên ở đâu. À đây. Nó có mũi tên ở đây nha các bác. Em dựng đứng lên để em nhìn mũi tên. Đó, em cho nó chạy này. Đấy, nó chạy rồi đấy nha các bác. Để em xem, kiểm tra xem nó chạy ngược hay chạy xuôi. Đã quên nó chạy tít quá, không nhớ là chạy ngược hay chạy xuôi. Em cho nó dừng lại nha các bác. À, chạy xuôi rồi. Em sờ em thấy rồi. Đấy nha các bác, đấy nó đang chạy rồi đấy. Có khả năng em vật nằm ra cho các bác nhìn nhá. Tại vì để đứng như này các bác không nhìn thấy à. Là em sẽ zoom lên cho các bác xem nhá. Nó chạy siêu êm luôn. Đó, đây, cho nó chạy này. Đây là em đấu tụ cho nó chạy nhá các bác. Chạy siêu êm luôn nhá các bác nhá. Không có một tiếng động gì luôn. Đó. Đấy, con này em bán 650k nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, con này nó nặng là 11 cân rưỡi nhá các bác, rất là nặng. Đấy. Để quên em không xem mà sao các bác xem con này tốc nó bao nhiêu. Quên. Con này nó không ghi tốc bao nhiêu nhá các bác. Đó, có thế nào thì em nói thế, con này không ghi tốc độ của nó bao nhiêu vòng trên phút là không thể ghi nhá các bác. Đó. Không thể ghi đâu. 650k con này nhá các bác. Đó, em zoom lại này, để đây zoom lên cao quá. Đó, 650k con này. Đó. Em có hai con này, một con này nó màu trắng trắng này nhá các bác. Em cũng bao cho các bác chạy cũng im đét như con này, nó hai con nó giống nhau mà. Đó. Nó chỉ khác nhau một cái là cái con này chỗ này là do cho công ty người ta bôi cái màu này vào. Con này nó như này đấy. Nhìn nó mới như nhau ấy nhá các bác. Đó. Giá là 650k một con. Quay sang bên này thì cái con này này các bác này. Đó, em bán cho các bác giá là 800k một con nhá. Con này thì nó là trước em đang để giá 1 triệu này, hôm nay tụt giá xuống còn 800. Bán thanh lý nhá các bác. Bán cho nó rộng kho. À, nó chiều với các bác thì vừa đùa vừa thuật, bán này mai
mai rằm tháng 7 rồi các bác ạ, em lấy tiền em cúng em cúng các cụ nha em. Đây nha các bạn. À. Con này điện cũng điện 3 pha 220V này. Con này nó đến từ thương hiệu Fuji Electric nhá, sản xuất tại Nhật luôn. Đấy, ra bàn đó. Con này công suất của nó là 450W nha các bác, 450W. Con này thì nó bơm cao được 7m này và dung lưu lượng là 50 lít đến 60 lít một phút này. Đó. Con này có ghi tốc không? Con này cũng không ghi tốc độ bao nhiêu vòng một phút nha. À có đây các bác. Như 2009 này, đã 2009 đến 3004 nha các bác. Đó. Con này 450W. Đó, con này em bán hôm nay em giảm giá xuống còn 800k nha các bác. Em bỏ một con ra cho nó rộng chỗ để em view con kia. Nặng. Con này thì nó siêu nặng. Đây em để con này ở đây để em view nhá, tại vì con này cái tem nó chảy chảy rồi này, nên là em không đọc được, lấy con kia đọc. Nó kích thước đây nha các bác. Đó. Cho các bác xem này. Nó cao khoảng độ 55cm, cái phần mà ngâm được đây. Cái phần ngâm được nó là 30cm nhé các bác. Phần ngâm được nó 30cm. Cái ống này là ống mà nó chụp cái bầu này là ống inox nhé các bác. Còn cái này thì nó là ống kiểu như ống phíp ấy các bác. Ống phíp. Cánh thì cánh nhựa nhé các bác. Con này cánh nhựa. Đó, con này cánh nhựa. Cái cút nối này là cút 27 bằng đồng này. Còn riêng cái cút này là bằng đồng rất là xịn này. Đó, con này 450W. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. À, 450W thì em phải cho con tụ này vào. Tụ nó hơi to to một tí nhá, nó mới chịu được các bác. Con này 20mm thì sao? Điện này thì là con này nó đang bị mất nắp nha các bác. Đó. À, nha em cho nó chạy nha các bác. Đấy, nó chạy rồi nha các bác. Đấy. Các bác nhìn thấy cánh kia chưa? Bây giờ làm nào để cho các bác nhìn thấy nó chạy nhỉ? Tại vì nó kêu im lắm các bác. Im im re luôn á. Cho các bác nhìn thấy cái cánh nhá. Như này là các bác nhìn thấy cánh nhá. À, các bác để ý cánh này nhá, em sẽ cho nó chạy. Nào các bác cho nghe nhé, em cho nó chạy lần nữa này. Đấy, chạy siêu êm luôn nhá các bác. Đấy, em cho nó chạy lại lần nữa này. Đấy. Đó, con này hôm nay em bán cho các bác giá 800k thôi nha các bác, 800k con này. Đó. Hàng của Nhật đấy các bác. Mỗi tội cái bộ cánh này bằng nhựa thôi. Nó kiểu là dạng hút hút đất sét hay hút cái gì các bác. Trông nó vẫn còn những cái vết bẩn bẩn này, em vệ sinh nó không được sạch hẳn. Đó. Tiếp theo là đến con này nha các bác. Con này nó mới khủng khiếp luôn, nhưng mà sao mà nó cứ nằm ở nhà em nó không chịu đi này. Mà giá em có bán đắt đâu, qua 2,5 triệu nhá, hôm nay em giảm giá xuống còn 2,2 triệu. Con này nó là động cơ của Nationan nha các bác. Đó, mới in ra ban luôn. Con này là điện 3 pha. Công suất là 0,4 kW, tức là 400W nhá. Tốc của con này là 1400 nhá. Tốc 1400 là tốc em đọc 50Hz nhá. Đó, thế còn của nó 60Hz nó lên 1700 cơ. Đó, đó là thông tin về con này nhá, em đọc cho các bác rồi nhá. Nhắc lại các bác này, con này là động cơ 3 pha 200 hoặc 220. Con này không chạy được 380 nhá. Cái thứ hai nữa là con này là tốc 1400 này. Và con này là công suất là 0,4 kW nhé các bác. Hàng thì em để nó phủ bụi thôi nhé các bác. Con này lau đi thì đẹp lắm. Lau đi thì nó đẹp gần như mới nhé các bác. Đấy, em lau đi nhé, em lau đi chỗ này một tí cho các bác nhìn nhé. Nó đẹp như mới luôn nhé. Đó, cái chỗ này nó đang khô, nó chưa sạch. Đó.
Đấy. Em lật gầm dưới lên cho các bác xem. Sắt nó còn 7 màu như này nhá các bác. Đấy. Riêng cái sắt nó còn 7 màu như này, hàng của Nhật nó xịn thế nhá các bác. Đấy. Em sẽ quay một lượt cho các bác, một lượt vòng quanh, sau đó em sẽ test cho các bác. Đấy. Đấy, dưới gầm các bác còn nhìn rồi, đằng trước đằng sau đây. Đấy, bây giờ em sẽ test nha các bác. Con này em bán giá 2,2 triệu. Đấy, trước em để 2,5 triệu, em bán có 2,2 triệu thôi. Con này nó dài nhá, em đo chiều dài từ cái lọc trở đi sang này, hết cái hộp điện này nhá, là 45 cm. Đó. Bây giờ em đo chiều ngang cái chỗ rộng nhất nhé. Chỗ rộng nhất thì nó khoảng độ 26 cm nhé các bác. Đến 27 đi. 27 nhé. Chắc ăn là 27. Và chiều cao tối đa. Chiều cao tối đa con này nó cao khoảng độ 28 cm. Đấy, cao đến cái mặt này là chỗ cao nhất là 28 cm. Đó, con này nó nặng. Nặng lắm các bác. Chân chống rung nhé các bác. Con này có chân chống rung này. Hai lượt đế nhé. Chân chống rung. Đó, riêng cái bộ chân chống rung này đáng bao... đáng đôi trăm nghìn nhé. Riêng cái bộ chân này đôi trăm nghìn chưa chắc em mua được. Đó. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Lại bài muôn thuở như em nhé. Đấu tụ. Đó. Lại đấu tụ nha các bác. Con này em đấu tụ như này là nó mất gần một nửa công suất nha các bác. Đấy. Theo lý thuyết là nó mất 1/3 nhưng mà thực tế có khi nó mất cả nửa. Đó. Tại vì nó bỏ một cuộn mà. Đấu như này là một cuộn nó không làm việc nhé các bác. Ba pha thì ba cuộn nó làm việc, nó chạy lệch pha nhau, nó đẩy, nó tạo từ trường, nó xoay ấy. Tạo moment xoắn như này là nó. Đây em test nha các bác. Đó. Ồ, nó còn đang không đề ba được cái này các bác ơi. Con này tụ yếu à. Để em đổi con tụ khác nha các bác. Khả năng con tụ này nó hơi yếu. Em cho con to hơn xem nào. Ồ, khả năng phải cho con này, con luôn yếu rồi. Con này trước con này của nó ở đây. Các bác xem video thì tranh thủ bấm cho em xin một like nhá các bác nhá. Tăng cái lượng tương tác lên. Để em có cái động lực em đi săn hàng. Đó, bây giờ em sẽ test cho các bác này. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì bật đăng ký kênh nhá. Đấy. Con tụ kia nó yếu quá các bạn. Không để ba nổi nha. Đó. Hút tính luôn nha các bác. Nó hút qua cái lọc này nhá các bác. Thổi ra đằng này nữa này. Con này vừa hút vừa thổi được nhé các bác. Đó. Đấy, khá là ngon nhé các bác. Đấy, con này em tắt đi rồi. Con này nó là hút chân không nhé các bác. Đấy, nó gọi là hút khí âm. Dành cho các bác làm bên ngành thực phẩm mà hay dùng phải hút chân không đó. Hàng này là rất là xịn nha các bác. Động cơ là của Nhật rồi. Thế còn cái đầu hút này nha các bác. Cái đầu hút này của cái hãng Orion này. Orion này. Đấy. Japan Nhật luôn nha các bác. Toàn tem Nhật này. Đến cái lọc này cũng của Orion luôn nha các bác. Con lọc này cũng của Orion luôn. Cái đầu, ba cái đầu hơi này ra để hút này. Ba đầu hút này. Ở đây nó có một cái gen nữa này để làm gì. Đầu này gen nữa này. Thấy đi thẳng như này nha các bác. Em không hiểu sao lại đi thẳng này. Đi vào đây, đi cả ra đây. Đấy. Đó, trên này nó có cái này, cút này. Đây ba cái cút này.
Đó, con này hôm nay giá thanh lý nha các bác, giá 2 triệu 2. Đó, giá rất là rẻ rồi nha các bác. Đó. Tiếp tục sang bên này. Cái quạt này nha các bác. Hôm nay em giảm giá cho các bác, giá xuống còn 250k một con nhé các bác. Hàng này thì em có số lượng chắc còn được gần chục con. Mà em test một con cho các bác thôi nhé. Test một con cho các bác có đỡ mất thời gian. Đó, hàng này là hàng của Đài Loan nhé, Made in Taiwan. Quạt này bọn em vẫn gọi thông thường gọi là quạt tháp nhé. Đó. Nó dài tổng thể này các bác này, nó khoảng độ 34cm. Cái phần lồng cánh không nó là 27 này. Chiều này là 9 nhá, chiều này là 10 này. Đó. Cái này em thuộc lầu lầu rồi nhá các bác. Đó. Con này thì nó có cái cánh ở đây nhá. Cái này nó thiết kế dạng rotor kiểu này nhá các bác. Dạng rotor hở kiểu này rất là hay nhá. Đấy. Quạt Đức nó cũng có một dạng quạt nó thiết kế kiểu này. Nhưng mà nhìn thằng Đức nó làm chung nó khôn lắm các bác. Đấy, em cắm điện này cho nó chạy này. Đấy, nó chạy rồi nha các bác. Đó, đó em đang cho thổi vào thằng của mic này. Để cho các bác nghe cái tiếng nó. Em cho thổi ra này. Đó, tay em cầm như này là căng tay nhá. Căng tay này thì nó 7-80 phân rồi. Đó. Chạy êm lắm các bác. Đó. Giá con này em bán là hôm nay em bán có 250 thôi nhá các bác. 250 con này. Đó. Tiếp theo hôm nay em về cho các bác được hai con này nha các bác. Đấy, hai con. Em để ra đây hai con này cho các bác nhìn nó giống nhau như lột nhá. Nó chỉ mỗi tội là cái con này nó bị mất cái nắp này. Thế còn dây điện vẫn còn y nguyên như nhau giống nhau như này nha các bác, dây điện còn y nguyên giống nhau. Và cái thứ hai nữa là nó ngược vế nhá các bác. Đấy. Ngược vế là lý do làm tại sao nó ngược vế, bởi vì hai con này nó tháo cùng một cái cái cửa ra nhá các bác. À, hai con này nó tháo cùng một cái cửa, cùng một cái bộ cửa ra. Một bộ cửa nó sẽ có hai con như này nhá các bác. À, con này là động cơ này, động cơ một pha 220V 50Hz này các bác này. Công suất là 370W nhá. Tốc của nó là 39 vòng một phút này. Đó, à, đây là em đọc thông số của nó nhá. Đấy, con này là full nhôm hết nhá, chỉ có cái trục này là bằng sắt thôi. Đó. À, nhắc lại các bác nhé, một con là bị mất nắp, con này còn nắp này, rất may là nó còn nắp em mới mua nhé, không có thì em bỏ không mua, bởi vì nó còn nắp này mình có thông tin này. Lại hai con nhé, nhắc lại các bác này, bác nào mà mua con này nhé, có ý định mua con này thì chụp, không vô được con này thì phải lấy con này thì chụp ảnh cái màn hình này giúp em nhé, để các bác có cái thông tin về nó. Đó, con này nó của Trung Quốc thôi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem kích thước nhé. Con này em bán giá 700k, hai con em bán 700k, bác nào lấy trước thì được con có nắp. Cái nắp này nó cũng không quan trọng lắm đâu nha các bác. Tất nhiên là có thì nó vẫn hơn. Đó. Thì con này em bán 700k này. Bây giờ em đo kích thước nha. Đường kính motor nó khoảng độ 12,5 đến 13cm này. Nó cao nhá, nó cao tổng cộng là 27,5cm. Đấy. Cái chân đế này của nó này, chiều này là 19 này. Chiều này là 13,5 mà. Cái trục này nha các bác, cái trục này thì trục ngoài. Trục ngoài này là trục 19 này. 19, trục trong này. Trục trong này là 30 nha các bác, trục ngoài này 19 này, trục trong 30. Đó, trục này là trục rỗng nha các bác, nó có cái bánh răng này. Cái bánh răng này thì em không hiểu sao nó lại quay tự do này, chỗ này nó có cái phanh này. Đấy, chắc là nhấc cái phanh này ra là tháo được cái trục này ra. À, tháo được cái bánh răng này ra. Đó, con này thì nó tự chạy đảo chiều được nhé. Bằng cách các bác là đổi đầu dây thôi. Đấy, em vật đi vật lại một tí cho các bác xem này. Đế này là toàn bộ phun nhôm hết nhé các bác. Phun nhôm hết. Đó, bây giờ em sẽ cho nó chạy nhá các bác. Đấy, em cho nó chạy này. Về các bác mà muốn chạy đảo chiều thì các bác kiếm một cái công tắc nhá. Đấy. Các bác muốn chạy đảo chiều các bác về kiếm một cái công tắc nhá. Thì em test luôn cả hai con nhá các bác. Một con em test ví dụ, còn một con em sẽ test. Xanh mí đỏ. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó chạy này. Các bác nhìn đây nhá.
Đấy, chạy rồi nhá. Các bác nhìn thấy nó đang chạy kiểu này nhá. Đấy, đang chạy kiểu này. Siêu êm luôn, 39 vòng một phút nhá các bác. Em tắt đi này. Đấy, bây giờ em sẽ đổi này. Em đổi xanh với trắng này. Đây nha, em đổi như này là nó chạy ngược này này. Đấy, vừa nãy là nó quay như thế này nhá. Bây giờ nó lại quay ngược lại này. Nhầm mà. Ô, thế nào nhỉ? Xanh mi trắng. Xanh mi trắng. Xanh mi đỏ. Xanh mi đỏ chạy xuôi. Xanh mi trắng là phải chạy ngược là đúng rồi chứ sao nó không chạy nhỉ? Để em thử lại nhé. Hay là cái con này nó đang đứt dây, vừa nãy em thử con bên kia cơ. Con này khả năng đứt dây rồi nhá các bác, em thử sang thử con bên này. Để sau em mò lại con dây con này nhá. Đó, bây giờ em sẽ test sang con bên này này. Đó. Em test con bên này nha các bác. Đấy, nó quay với tốc độ 39 vòng một phút nhá. Xanh mi trắng trước này, xanh mi đỏ trước này. Đấy, em cho nó chạy xanh mi đỏ này các bác này. Đấy, cũng chạy êm dù dù luôn nha các bác. Đó. Nó đang quay như thế này nha các bác. Đấy, bây giờ em sẽ rút ra em đổi dây này. Xanh mi đỏ bây giờ chuyển sang xanh mi trắng này. Từ xanh mi trắng xem này. Đó. Đấy, bác thấy chưa? Xanh mi đỏ xanh mi trắng sao nó vẫn quay thế à? Vừa nãy em ấy nó đảo chiều, nó quay ở chiều mà. À, bây giờ em đổi này, xanh mi trắng này. Sau em thử đổi đỏ. Không chạy nữa nhỉ. Nào nhỉ, vừa nãy em thử nó chạy đảo chiều rồi mà bây giờ quên rồi. Dây nó ở đây này các bác ạ. Con này nó đảo chiều được nha các bác. Về là em thử lại lần nữa này. Hay là đỏ mới trắng nhỉ? Từ đỏ mới trắng xem nào. Đỏ mới trắng nổi bùm cái bỏ mẹ. Nó cứ thử đi. À đúng rồi, đỏ mới trắng nha các bác. Đấy. Đỏ mới trắng này là ngược này. Xanh mới đỏ là xuôi này. Đó. Bây giờ em chuyển sang xanh mới đỏ nha các bác. Đấy. Xanh mi đỏ này. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Con kia cũng thế nhá. Xanh mi đỏ này. Đó. Xuôi này. Đỏ mi trắng này. Là quay ngược này. Đó. Thử lại một lần nữa nha các bác. Đấy, ngon lành nhá, một con. Đó, con này nhá, con này rồi. Bây giờ em sẽ test con bên kia cho các bác nhá.
Đấy, test nốt con này nữa cho các bác đỡ thắc mắc, các bác lấy con nào cũng được. Đây, xanh mới đỏ và trắng mới đỏ. Thế thôi, vừa nãy bấm áo nhỉ, đúng rồi, trắng mới đỏ này. Bây giờ xanh mới đỏ trước này, có nghĩa là cái dây đỏ này là phải giữ nguyên này. Đó, bây giờ em cắm nha. Đấy, chạy rồi nha các bác. Đấy, chạy này. Đấy, nó đang quay như thế này nha, em tắt đi này. Bây giờ em đổi sang trắng với đỏ này, nó quay ngược lại này. Rồi, vừa nãy đấu nhầm thì may nó không cháy, nó không nổ cái gì. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, các bác mà kiếm được một cái con công tắc 3 điểm nhá, rất là hay, bật nên giữa bật đi gạt lại đó, rất là hay nhá con này. Đó, các bác có thể là ứng dụng để làm motor cửa cuốn này, rồi thì các bác làm motor cửa cuốn được nhá, làm rất được nhiều thứ nhá, làm tời nhá, cuốn đi cuốn lại nhá, rất là hay. Đó, con này em bán 700k một con nhá, em có hai con. Đó, hai con nhá các bác, hàng full nhôm. Đấy, tiếp theo sang bên này, sang bên này thì giới thiệu đến cho các bác cái con bơm dầu này nhá các bác. Con bơm dầu này thì em cho các bác xem thông tin của con động cơ này. Trước mắt là xem con động cơ này. Đó, Toyo Boom nhá. Con này công suất đây các bác này, 1,5 kW này. Điện 220V này, 50 hoặc 60 Hz này. Tốc của nó là 1380 vòng cho đến 1700 vòng một phút nhá, tùy theo điện đó. À, 250 Hz thì là 1380 này, 260 Hz là 1670 và 220 60 Hz thì là 1780. Đó. Đó, thông tin của nó đây nữa này các bác này. Các bác đọc giúp em cái nhá. Đó, Tokyo, Toyoki này, Koyo này, Japan. Đó, đấy là thông tin của con này nhá các bác. Thông tin của con động cơ. Thế còn thông tin của cái bình dầu của nó đây. Con bình dầu này thì em đo rồi nhá, dung tích nó khoảng độ 15 lít. Đó, sản xuất từ năm 2014 cơ. Đấy, con này nó đời rất này. Đó. Đó các bác này, nó vẫn còn khá là mới nhá, tem Nhật luôn. Đấy, sản xuất tại Nhật sang Việt Nam nhá. Đây, cảnh báo bằng Nhật này. Thế còn các bác có thể là xem cái đầu bơm của nó đây nhá. Các bác có thể check được cái mã này này. Cái đầu bơm em thấy nó có cái tem đóng ở đây. Đó, có số seri hiển hoi này các bác này. Các bác chụp hình này, em lau kỹ một chút cho các bác đọc nhá. Đó, các bác có thể chụp lại và check cái mã này giúp em nhé, xem nó bơm được bao nhiêu áp, nó lên được bao nhiêu nhá. In out này, nó rất nhiều lỗ người ta biết lại nhé. Đây nó có một cái đồng hồ, đây có cái đồng hồ đây nhá các bác. Đồng hồ này thì nó ghi lên đến đến tận 16 MPa này, tương đương với 160 kg nhá các bác. Đó, dung tích cái bình dầu này thì em đo rồi, em tính là nó khoảng độ 15 lít nhá các bác. Đây là em mở hộp điện ra cho các bác xem này. Đó, dây điện của nó đây nhá các bác. Tôi nhìn kỹ một chút này, xem có chuyển được sang 3 pha 380 không nhá các bác. Đó, cái này thì em cũng không rành lắm đâu. Đó, bây giờ em sẽ đo kích thước bao ngoài một chút, sau đấy em test cho nó chạy nhá. Này, em test một lần thôi nhá các bác. Kích thước bao ngoài của nó chiều này là 46 này. Đó, chiều này này là 31 nhá. Và tổng chiều cao của nó đây, tổng chiều cao của nó là nó khoảng độ 43 cm này. À, nó khoảng độ 43 cm. Bình dầu của nó đây, bình dầu của nó chiều này là 32 cm này, chiều này của nó là 30 cm này các bác, 30 cm chẵn luôn đó. Và tổng chiều cao của cái bình dầu này nó khoảng độ 16 cm này. Đó, cái bình dầu này em tính nó khoảng độ 15 lít nhé các bác, 15 lít cái bình dầu này. Đó, hôm nay em giảm giá xuống con này, con em bán có 3,5 triệu thôi nhé các bác. Giá này rất tốt rồi, trông rất là mới. Con này thì nó có cái két tản nhiệt đằng sau này luôn nhé, két làm mát cho dầu thủy lực luôn. Có 4 cái móc này, 1, 2 này, 3, 4 này, nắp đây. Đó, dầu hồi về thì hồi về từ đây nhé, còn đây là hút lên này. Đó, quay tổng thể cho các bác một chút này. Đây nó vẫn còn cái tem đeo này. Đồng hồ không sử dụng này. Đó, đây này, bơm tới lên đây và nhả về đây nhá. Còn đây nó còn một cái đầu ra nữa hay sao, người ta bít lại hay sao các bác, em không rành lắm đâu. Đồ này em cũng mua về em bán thôi. Bây giờ chỉ bao
cho các bác chạy bình thường thôi nhá. Đây giờ em sẽ bơm lên cho các bác xem. Đó, các bác để ý cái vòi này nhá các bác. Đó. À, em sẽ bơm lên đây, nó bơm khá là mạnh nhá các bác. Em thử nháy phát đã xem nó bơm ngược hay bơm xuôi nhá các bác. Đấy, bơm xuôi luôn các bác ạ. Số của em rất là đỏ. À, nó bơm như thế nhá các bác. À, các bác thấy không? Bơm lên lưu lượng rất là mạnh nhá, em phải bắt cái vòi vào ấy. Đó. Chạy khá là êm nhá các bác. Đó, bơm hết rồi. Đấy, hôm nay em chỉ bơm một lần thôi nhá các bác. Đấy. Không rút đốt đổ lại, nó đổ lại nó lâu á, bơm lại lần nữa lâu á, video nó dài nhá. Con này em bán là ra 3,5 triệu này, ngày xưa này, trước em để 4 triệu nhá, hôm nay em bán 3,5 triệu thôi. Đó, còn cái này này các bác này, để lên đây cho nó đen đen cho các bác nhìn nó dễ phân biệt nhá, nó bóng quá các bác nhìn nó khó. Đó, con này 350k, hôm qua có 2 con đi, 1 con rồi này, còn 1 con nữa, đáy thủng như này nhá các bác. Đấy, bên trên thì nó nắp đậy như này, đáy thủng, các bác về mà muốn đựng cái gì thì lót cho nó cái miếng mica ở dưới này. Đó, cái con này ngày xưa em về ấy, là nó có miếng mica lót, nhưng mà cái riêng con này về lại không có. Đó, quay sang cái bình này nhá các bác. Cái bình này thì em bán cho các bác này, trước em đang để giá 2 triệu, hôm nay giảm giá xuống còn 1,7 triệu nhá. Đấy, 1,7 triệu con này nặng 23 kg nhá các bác, 23 kg. Cái này các bác có thể về chế làm bình khuấy được nhá các bác. Đó, ở bên dưới này nó có một cái rốn này. Nó có một cái rốn này nhá các bác. À, rốn này, cái này là lõm nhá. Đây là những cái này là nó xoáy vào đây này các bác này. Đó, xoáy vào đây, xoáy này. Cái này là cái tay hồng để vặn nắp xuống nhá các bác. Thì bây giờ em sẽ đo kích thước cho các bác cái bình này nhá. Nó nặng 23 kg. Con này thì nó, em tính cho các bác dung tích con này nó khoảng độ bao lít nhỉ? Hai mấy lít nhá các bác. Hai mấy 30 lít gì đấy, hay là 50 lít. Đường kính của nó là 26,5 này. Đó, 26,5 nha. Đấy, như này là 26,5 chuẩn luôn nha các bác. Đó, độ sâu của nó này. Đó, độ sâu của nó em đo ăn gian một chút nhá. Là đo như này là 43 phân này. Đo nó hơi chéo nhá. Tại vì đo như thế này thì là nó không kịch nha các bác, nó còn cái đáy lòng chảo nữa. Thì em đo hơi ăn gian một chút, như này là 43 thì các bác cứ tính cho em là 41 đi. Đó. Các bác cứ lấy 41 nhân với cái này nhá. 26,5 thì các bác chia đôi là nó 13 phân đi. Các bác lấy 13 nhân với 13 nhân với 3,14 và nhân với cái này là 41 này thì nó ra thể tích nha các bác. Nó ra thể tích cái bình này là bao nhiêu lít đó. Inox rất là dày nha các bác. Đó. Bên sườn này nó có một cái lỗ ra này. Đấy, các bác không thích thì các bác bít lại, cái này bít lại dễ lắm nhé, xoáy con ốc vào đây cho miếng khác vào đây bít lại cái là xong rồi. Dưới đáy này của nó đây nhá các bác, dưới đáy này của nó là có một cái gen này là gen 27 này. Đó, một gen 27 chờ sẵn đây cho các bác nhé. Đó, các bác mà muốn chế thành cái bình khuấy nhá thì con này theo em đơn giản thôi. Đó, nó có một cái vòi phụ ở đây này để cho đồ vào. Đó, thì các bác mà muốn chế vòi bình khuấy thì các bác quét ở đây là lắp con motor vào đây là thành bình khuấy luôn nhé các bác. Hai cái nắp này thì xoáy ra được. Đấy, xoáy ra được nhé các bác. Lấy ra này, lấy cái miếng kính này ra nhé. Để nhòm hay là để cho đồ vào đây này. Đó. Đấy. Ở đây có một cái khóa inox này. À, cái khóa này thì em nghĩ nó chả có nhiệm vụ gì ngoài cái nhiệm vụ để lúc nào á. À, lúc nào mà khuấy keo xong rồi ấy. Cái này của nó nguyên bản nó là cái bình khuấy keo nhé. Thì cái khóa này là người ta nén khí nén vào đây này, nén khí nén vào đây để ép keo nó ra. Đó, cái khóa đấy chỉ có một nhiệm vụ thế thôi. Đó, cái bình này em bán cho các bác giá 1,7 triệu thôi nhé các bác, giá rất là rẻ rồi. Nặng 23 kg mà giá có 1,7 triệu thôi nhé các bác. Đó, không có thì các bác lười, các bác về có thể chế một cái tay khuấy vào đúng cái nắp này cho em được này. Đó, một bên chế tay khuấy vào cái nắp này, nhưng mà mỗi tội là
nó sát thành quá thì các bác chế cái cánh khuấy nó không được dài nhé, nó sẽ không được dài ra nhiều đó. Đấy, chế cánh khuấy các bác tính toán này, cái tâm của nó ở đây thì nó ra đây thì nó sát rồi, nó cái cánh khuấy nó sẽ không được dài đâu nhé các bác, nó sẽ được ngắn thôi. Đó, thì nó có bốn cái này để vặn vặn vào đây này các bác này, không biết còn hai cái nữa em vứt đâu à. Đó, giá em bán là hôm nay em giảm giá xuống còn 1,7 triệu nhá. Đó, 1,7 triệu một cá, một cái bình này em có số lượng nhá các bác, và em còn một số con nó có cái nắp bịt ở đây nữa nhá các bác, nó có một cái nắp bịt ở đây này, những con đấy thì em lấy trên độ 100.000. Đó, những cái con nó có nắp bịt ở đây, hôm nay em quên, em không view ra cho các bác. Đó, giá con này em bán là 1,7 triệu này, giảm giá cho các bác nhá. Đây con này nữa đây rồi, xoáy vào đây không sao nó rơi mất nhá các bác. Đó. Tiếp theo quay sang bên này em giới thiệu đến cho bác hai cái quạt nhá. Đầu tiên em lên cho bác cái con quạt này. Đó, con quạt này nó của Đức rồi. Đó, quạt này là của Đức nhá các bác. Con này là 275W này, 1150 vòng này, 1110 vòng này. Đó, Margin Zmany nhá, MB Bắc. Đó, động cơ của nó đấy. Con này thì nó có một cái nhược điểm là cái đế của nó bé xíu này thôi. Nó chỉ có cái đế này thôi nhá các bác. Đó, nó chỉ có cái đế này thôi. Về các bác chế thêm nhá. Đấy, cánh này thì cánh sắt. Con này thì size cánh của nó để em đo nhá các bác. Con này thì khả năng em sẽ test cho nó chạy một tí thôi nhá các bác. Tại vì cho chạy mạnh là con này nó văng mất nhá. Em đo kích thước cánh nhá, để em giữ đây em đo này. Con này sải cánh cũng 50 nhá các bác, nó ngang với con kia. Đó, nó ngang với con kia nhá các bác. Thì cái con này thì nó cũng đi kèm một cái điều khiển như này nhá các bác. Đó. Cái điều khiển này thì em không cần giới thiệu nhiều nữa. Đấy, cái này thì em giới thiệu khá là nhiều rồi nhá các bác. Bây giờ em sẽ test qua thôi nhá, con này em test một ít thôi nhá các bác, bởi vì nó để như này chạy là chắc chắn nó sẽ cập kềnh nhá các bác. Đó. Về các bác phải bắt vào. Thì em chỉ bao cho các bác là nó hoạt động thôi. Đây em bật lên này. Đó, em chạy là em phải tắt luôn nhá. Tại vì nó chạy một tí nó lắc nhá. Em không giữ được, không có cái gì giữ ở dưới cả đấy. Các bác thấy chưa? Đấy. Kệ nó, cứ cho nó chạy đi xem sao. Thôi không được rồi. Đấy. Chạy một tí là nó ấy nhá các bác. Là nó không có cái gì giữ. Nó do cái đế nó nhẹ quá nhá các bác. Đấy, con này em bán 600k nhá, con này cánh sắt. Đấy. Tặng các bác một cái dây này luôn nhá các bác. Đây. Tặng các bác cái mẫu này luôn nhá các bác. Cái này em kiếm rất là khổ nhá. Đấy. Tặng các bác cái mẫu này luôn này, giá 600k con này. Hàng này là của Đức này. Đó, cánh của Đức nhá. Thế còn cái bộ điều khiển này thì nó không phải của Đức đâu. Bộ điều khiển này chắc của Hàn Quốc không? Đó. Đó. Thế còn cái này nữa này. Con này thì nó cứ do cái đế này nhá các bác. Đây, cho các bác xem cái đế này. Đấy. Con này thì tháo nó được cái đế như thế này nhá các bác. Thì chạy nó yên tâm này. Em sẽ cho các bác chạy. Con này thì em cho chạy maximum luôn cho các bác xem. Con này thì em không sợ. Đó. Em tháo ra em kê cái chỗ này lên cho nó phải nghiêng nhá. Các bác đợi em chút, em kiếm miếng gì em kê nó lên nhỉ. À đây, cái miếng gỗ hôm qua đây. Này em kê cái miếng này xuống dưới này cho nó nhẹ. Cho nó ngay ngắn, cho nó bằng bên kia. Đó, để như này nó chạy thì thôi rồi nhá. Không phải đo cánh nữa nhá các bác. Con này cánh cũng cánh 50, cánh nhựa. Con này cánh nhựa nhá các bác. Kết nối vào đây. Đó. Cũng tặng các bác cái này luôn nhá các bác. Tặng các bác cái rắc này luôn. Đây để em rút ra em cắm cái dây kia vào. Con này em bán 500k nha các bác. 500k con này. Test cho các bác này. Cái này thì em có số lượng vài chục con nha các bác. Thôi cắm vào thôi. Bây giờ em bật công tắc này. Đó, lên rồi nha các bác. Lên điện rồi, bắt đầu khởi động này.
Con này em sẽ view hơi lâu lâu một chút nhé, tại vì có một số bác chưa mua. Cái con kia thì cái con của Đức kia nó cũng điều khiển như con này thôi nhé. Bây giờ nó đang ở chế độ on này, à, off off nhé, tắt nhé. Nhắc các bác nha, về là các bác để cái nút này là ở bên dưới nhé, chữ local này. Trên này là chữ remote nhé. Remote này nó điều khiển qua qua điều khiển đấy, qua remote đấy, nhà mình không có là không làm gì được đâu. Bây giờ bật lên này, ấn cái nút này nha, sáng một lần, ấn nút nữa nó nhảy sang bên này, nó đang ở chữ off này, ấn mũi tên chỉ lên này, nó ở chữ on này, ấn set cái là bắt đầu chạy này. Đó, các bác thấy chưa, chạy rồi nha các bác. Đó, bắt đầu chạy này. Bây giờ em bắt đầu tăng tăng tốc nhá, bây giờ đang không biết nó đang ở tốc bao nhiêu thì cứ cho nó lên đi, chạy siêu mạnh nhá các bác. Đấy, các bác có thể nhìn cái kia kìa, nó đang thổi gió ra cái kia kìa. Đấy, bung lên nhá các bác. Đang chạy ở tốc độ 1230 vòng rồi. Chạy rất là mạnh nhá các bác. Để im như này mà nó chạy tiếp như này nha các bác nhé. Em không có lót một cái gì, ai em không có đè một cái gì cả. Không có đè một cái gì đâu nha, em chỉ kê miếng gỗ cho nó cân bằng thôi. Do cái con này, cái đế sắt này nó hơi bị đầm rồi nha các bác. Cái đế sắt này nó tương đối đầm rồi. Chạy maximum 1.300 này, các bác muốn giảm tốc độ thì ấn cái này nhá. Sau đó ấn mũi tên chỉ xuống này. Đó, em giảm xuống kia các bác xuống 500 nhá. Ví dụ nhá. Đấy, 500 này ấn set này. Đấy là bắt đầu giảm này. Đó, nó giảm tốc độ, giảm trông thấy luôn nha các bác. Rồi. Đó. Giảm trông thấy luôn. Đó. Đó, và các bác muốn tắt nhá. Muốn tắt này, các bác ấn hai nút này hai lần này, sau đó là ấn mũi tên chỉ xuống này, nó nổi chữ off này, ấn chữ set cái là nó tắt này. Đó, tắt rồi nha các bác. Đó, con này là cánh nhựa nha các bác, em phanh lại nhá, nó tắt rồi. Phanh lại cho nó nhanh để em giới thiệu thêm cho các bác một chút nữa này. Đó, con này là cánh bằng nhựa nhá. Đấy. Tắt nguồn đi này các bác này. Rút cái dây này ra. Đó. Tặng các bác cái này nha. Cái này kiếm khó lắm á các bác. Không dễ kiếm đâu. Đấy, tặng các bác cái đầu nối này về các bác nối thêm. Đấy, và hàng của em là nó như thế này nha các bác nhé. Một là nó có cái đế sắt này. Cái thứ hai nữa là em đòi bãi, chủ bãi là nó cho em từ cái đoạn này ra đến đây nhá. Đó, nó được cả cái đoạn này luôn nhá. Không có là nó chỉ có cái này này, cắm trực tiếp vào đây nhá. Nó rất là ngắn nhá, về khổ cho các bác. Đó, thì em cố em kiếm được cả cái đoạn này nữa này các bác. Bắt chủ bãi là nó để nguyên rồi nhá. Đó. Giá con này em bán 500k thôi nha các bác, giá đợt này giá rất tốt. Đó, 500k con này. Đó, tặng các bác một cái đầu này. Đó. Rất là ngon nha các bác. 500k. Cái này em bán được mấy chục con rồi. Vẫn còn một cái cuộn này này các bác này, còn 5 cân này, hàng bom về hôm nay bác nào lấy em bao ship cho. Đấy. Bao ship nhá, 5 cân 500k bao ship. Tay màn hình này em còn mấy cái này, cái này 250k nha các bác. Đó, bây giờ giới thiệu đến chỗ này. 250k một cái tay màn hình này em để đây. Hôm qua về được 4 con thì đi 3 con rồi, còn mỗi một con nữa nha các bác. Cái này còn mỗi một con thôi. Đó, để em lấy thước, em đo kích thước cho các bác nhé. Con này thì nó dài đây này các bác này, nó rất là dài. Phun nhôm nhá, đen chuỗi, dài 40 cm. Cái bật mặt bích này, chiều này thì là 12 này. Chỗ này thì là 7 phân này. Đó, 7 phân nhá các bác. Chỗ này là 8 phân này. Chỗ này 3 phân rưỡi này. Mặt bích này 11 phân rưỡi nha các bác, vuông 11 phân rưỡi. Đó, nó có thể gập lại được nha, một ổ quay chỗ này này. Một ổ quay chỗ này nữa là 2 này. Một ổ quay chỗ này nữa là 3, một ổ quay chỗ này nữa là 4. Đó, và một ổ quay chỗ này nữa là 5, 5 ổ quay nhá. Cái này là quay được xoay tròn này. Cái thứ hai nó gật gù được như này nha các bác. Đó, gật gù được như này. 2 này. Cái thứ ba là xoay ngang như này như là 3 này. 4 này, 5, 5 một ổ quay luôn. Đó, giá con này em bán là 250k, để nó rất là gọn nha các bác. Khi gặp lại nó gọn xíu như này. Đó.
rất là gọn. Đó. Này nó chiếm khoảng độ 8-9 phân thôi. 250k còn một con duy nhất này. Con này thì em bán 200k này. Đẹp lắm các bác. Nó có một cái đế nhôm ở đây nha các bác. Đó, con này thì nó chỉ có một cái kiểu quay duy nhất là nó quay như này này, vặn lên vặn xuống như này. Đó, nó chỉ có thế thôi. Không biết là cái nắp này có xoay tròn được không? À có nhá, các bác cũng xoay tròn được như này này. Đó. Cũng xoay tròn được, cái này thì em chưa biết bằng nhôm hay bằng thép. Cái này khả năng cao bằng nhôm. Đó. Rất là xịn nha các bác. Tháo được ra như này này. Xoáy con ốc này ra nha các bác, phải nhấc ra được nhá. Cái này nó rất tiện cho các bác thi công. Người ta thiết kế kiểu này. Đó, rút ra được như thế này nha các bác. Đấy, cái này các bác bắt vào màn hình này, cái này các bác bắt vào tường hoặc bắt vào máy này. Xong đấy rồi các bác cài cái này cái là xong, xoáy ốc vào. Đấy, thiết kế rất là hay nha các bác. Rất là tiện. Đó. Nhôm, miếng nhôm này rất là đẹp. Đó, con này em đo kích thước và báo giá nhá. Con này 200k này. Đó, review thì em review rồi nhá. Cái mặt này nó có tận chiều này của nó 11 phân rưỡi nhá, vuông 11 phân rưỡi. Đó, nó vươn ra tổng thể này là 10 phân này. Cái đế nhôm này của nó là 11 nhân với 10 nhá. Đế nhôm này 11 nhân 10. Cái này hôm qua em về 3 con này đi 2, à đi con này có 3 con mới đi được 1 này, còn 2. Giá là 200k một con nhá. Đó. Còn hai con này này. Đó, 100k một con này các bác này. Con này thì về các bác phải nới cái con ốc này ra một chút nhá. Nới ốc ra một chút thì nó có thể nghiêng nghiêng ngả được như kiểu này nhé. Để em xem con này. Đấy, nó có thể nghiêng nghiêng ngả được như này này. Đấy, nghiêng ngả nè. Đấy, các bác em ấn này. Đấy, ấn xuống này nó phẳng như này nhá. Kéo lên thì nó ngả ra như này. Đấy, cái thứ hai nữa là nó cũng có thể nghiêng được như này nữa này. Đấy, cũng được hai chiều nha các bác. Đấy, cái này thiết kế móc này. Đấy, móc hoặc cài đều được nhá. Đó, con này bằng sắt. Giá em bán là 100k một con này. Con này thì ốc nó đang hơi chặt một chút nhá. Review là nó đang hơi khó. Các bác về nới ốc ra một chút nhá. Đấy. Con này độ dày nó mỏng lắm. Con này nó có 5 phân rưỡi rồi. Chiều này là 12 phân rưỡi này. Đó. Em đo khoảng cách lỗ cho các bác nhá. Lỗ hàng lỗ trên cùng này thì là 10 phân này. Tim nha, em đo tim nha, hàng lỗ bên dưới là tim là 7 phân rưỡi này. Đó. Cái ngàm này nha, bề ngang là 7 phân này. Chiều này thì là 12 phân này. Đó. Giá em bán 100k một con nha, em còn 2 con này. Đó, hôm qua cái này về được 4 con này sao, được còn 2 này. Cái này về 3 thì còn 1 còn 2 này, cái này thì về 4 còn 1 này. Đó. Tiếp theo sang đây nhá các bác. Sang đây thì em giới thiệu đến cho các bác, hôm nay em lại tiếp tục về cái loại này nha các bác. À, tiếp tục về cái loại này. Giới thiệu hơi nhiều rồi nhưng mà vẫn muốn giới thiệu lại để cho một số bác chưa biết về nó mua nhá. Đấy, cái này thì nguyên bản nó là cái thanh nó treo cái sứ cách điện của ngành điện cao thế nhá các bác. Thì em có hai cái phiên bản này. Đấy, cái này là nó ghi là 25kV này. Đó, cái này thì sản xuất ở Hàn Quốc nhá. Có một số cái thì không thấy ghi nhá. Cái này thì em báo trước. Mà em không biết là cái này nó bằng chất liệu thép gì nha các bác, nó không gì được đâu. Đó, nó cứ trơ thổ địa như thế này nhá. Em mua về cả mấy tạ, hôm nay em về được 4-5 tạ, nó cứ toàn trơ thổ địa như thế này nhá các bác. Đây là hai con em làm sạch này. Hai con này là em làm sạch nhá, của hai phiên bản khác nhau. Một con 30k, một con 40k. Thế còn nguyên zin của nó là như thế này. Đấy, các bác nhìn đây nào. Em vệ sinh đi nhá, nó lên một cái màu xanh xanh đẹp như này nha các bác. Đấy. Đấy, các bác về vệ sinh đi, lau dầu lau mỡ lên, cạo sạch đi nhá, cạo sạch cái lớp cao su ấy đi, bóng lên như này. Đấy, các bác nhìn nào. Đấy, nó lên màu xanh lét như này nhá, con này cũng thế nhá, nó lên màu xanh lét như này, rất là đẹp. Đó, không bao giờ han đâu nha các bác, con này thì không bao giờ han, khẳng định với các bác không bao giờ han. Cái loại thép này không biết là thép kiểu gì ấy. Bây giờ em sẽ đo nhá, đo kích thước. Em đo cái thanh 40k này trước này. Nó dài tổng thể như này nha các bác. Nó dài đây. Nó dài là 53cm. Đó, dài 53cm. Cái ti ở giữa này là nó là 18. Chỗ này nó là 29 này. Độ dày của cái chỗ này nó là 16 này. Em kẹp từng tí một nha các bác.
chỗ này là lỗ, này là lỗ 20 nhá, 21 đi, 21 nhá, lỗ này là lỗ 21, lỗ này cũng là lỗ 21 này, đó, hai đều lỗ 21 nhá. Này là dày 8 ly rưỡi này, 1 phân này. À, cái chỗ đầu trên này thì dày 1 phân, còn chỗ mỏng mỏng hơn này là dày 8 ly rưỡi. Đó, cái này nó có thể nối theo nhau như này nha các bác. Đó, bác thấy chưa? Nối nhau như này, rất là hay nhá. Em gọi là cái thanh nối nhá. Đó, em gọi là cái thanh nối của ngành điện cao thế. Đó, giá cái này em bán là 40k này. 40k cái loại này nhá. Hàng em có số lượng mới về, hôm nay mới về được mấy tạ. Loại thứ hai là cái loại này nó nhỏ hơn một chút nhá các bác. Nhìn nó đẹp mê hồn luôn đấy. Đó, cái thanh này thì nó dài đây. Nó dài là 49,5 cm này. Đó, dài 49 nhá. Cái này thì nó này là 17 thôi nhá, nó bé hơn, cái kia là 18, cái này 17. Chỗ này là 27 thôi nhá. Cái kia của nó là cái này thì cũng dày 1 phân này. Đó. Cái này thì gen nhỏ hơn này. Con này là gen này là gen 17, à lỗ này là lỗ 16 rưỡi nhá các bác. Con kia nó lỗ tận 21, con này lỗ bé hơn. À lỗ này là lỗ 17 này. Đó. Lỗ 16 rưỡi 17 nha, nó cũng nối được với nhau như thế này các bác ạ. À. À, bác nhìn thấy chưa, nối được nhau như thế này nha. Con nào cũng nối được với nhau. Nhưng mà con to thì nối với con bé thì em nghĩ là nó sẽ bị lỏng nha, nó không đẹp. Nó vẫn nối được nhưng mà nó sẽ không hay. Em thử cho các bác này. Vẫn nối bình thường nha, nhưng mà nó sẽ có một con nó sẽ bị lỏng. Nó lỏng thì nó sẽ sộc sạch, nó không khít nha. Hai cái này nó cùng cỡ này các bác này, nó cùng cỡ lỗ thì các bác kiếm cái con bu lông nó vừa, nó xít một chút nhá thì nó im, nó không bị dơ. Đó, các bác mà nối cái thanh dài với thanh ngắn với nhau thì nó sẽ bị lỏng nhá. Đó. Thì cái này em bán 30k một cái này, cái này em bán 40k một cái. Bây giờ em sẽ để cái này đây em test cho các bác nhá. Cái này em chuyên để test này. Thì lần trước em vụt đây rồi, nó hình đây nhá. Lần này em sẽ vụt cái góc này cho các bác xem nhá. Đó. Ấy. Để đây. Chỉnh máy quay. Em sẽ vụt cái góc này nhá các bác. Em sẽ chỉnh máy quay lên. Đó. Em sẽ chỉnh máy quay lên một chút nhá. Vụt chính bằng cái thanh giá này luôn nhá các bác. Lần trước em vụt chỗ này nhá. Đó, thanh kia thanh dán giá 30k này. Bây giờ em vụt chỗ này. Đó. Vụt vào cái chỗ này nhá các bác. Cái chỗ này là em vụt rồi này thì nó có 4 5 vết nứt rồi. Em nhớ các bác là em vụt sang cái góc bên này nhá. Đó, vụt thẳng tay luôn nha các bác. Vụt nó phải như thế này nha các bác. Vụt như thế này thì nó chả xi nhê gì đâu. Vụt nó phải góc nghiêng 45 độ như thế này này các bác này, nó mới ăn tiền này. Một phát. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Hai phát. Đấy. Ba phát. Đấy, em vụt mãi mãi ra vào góc nhưng mà nó không vào này các bác, nó chỉ vẫn ở chỗ này thôi nha các bác. Sắt là còn có phần lún xuống nha các bác. Đó. Thế nhưng mà cái này nó chả xi nhê gì cả, nó chỉ chảy chảy này tí thôi nha các bác, rất là kinh. Đó. Cái này nó còn cứng hơn cả sắt. Em nghĩ là nó cái độ chịu tải như thế là hơn sắt ấy. Mà nó lại cách được điện. Cái này thì em nghi nó là sợi thủy tinh nhá. Em không biết nó là cái gì nhưng em đoán thôi. Các bác nào biết thì chia sẻ với em nhé. Em đoán nó là sợi thủy tinh. Đó, rất là dai nhá. Thanh này là 30.000, thanh này là 40.000 nhá. Đó, xong rồi. Bây giờ quay sang đây giới thiệu tiếp cho các bác mấy cái trục trượt này. Hôm qua em về được một lô này. Đó. Hôm nay hàng hôm nay bọc giấy bóng rồi nha, rất là đẹp này. Hàng bọc giấy bóng đẹp này nha các bác, hàng các bác nhận được bọc giấy bóng đẹp như này, sau đó em đóng thùng sau. Thì của nó đây. Cái này em bán 130k một cái nhá. Đó, thì em cho các bác xem nó có cái chữ nào thì em bảo các bác trước. Em nhìn thì nó chả có cái chữ gì ngoài, nó có một cái mã số ở đây nhá. B7378 này, thì con này thì em xem nó có giống thế không nhá các bác. Con này là B9063, à cái này nó chắc là nó số thứ tự, số series của từng con thôi. Nó chả liên quan gì đến thông tin kỹ thuật cả. Đó, thì con này nó trượt như này nhá các bác, nó là trượt lục giác. Các bác nhìn kỹ nó là trượt lục giác nhá. Bi của nó đây. Bi trượt của nó đây nhá các bác. Đấy. Bi rất là xịn nhá. Đó. Đấy. Bi rất là xịn. Con này thì nó có một cái nhược điểm là hành trình của nó hơi ngắn nhá. Hành trình nó đây này các bác này. Được có 3 phân rưỡi thôi. Đó.
hành trình nó 3 phân rưỡi nhá. Em đo chỗ này nó ra 3 phân rưỡi này. Đo chỗ này nhá các bác. Đấy, 3 phân 4 chưa được 3 phân rưỡi nhá các bác. Được thước kẹp là được có 3 phân 4 rồi. Đấy. Đây nhá, đây em đo đúng chỗ này là chuẩn nhá các bác. Đấy, thì cái hành trình được 3 phân rưỡi này. Thì còn cái lục giác này của nó là lục giác 34 này. Cổ này chỗ này nhá, cổ này em kẹp là 54 này. Cổ này thì là 78 này. Đấy. Cái này thì là 54 này. Cái này cũng 53 nhá, cái này bé hơn một chút 53 này. Gen thì đầu này là gen 12 nhá các bác. Đó, hôm qua em đo rồi nhá, đầu này là gen 12, đầu này là gen 10. Đó, đầu này là gen 10 nhá các bác. Đó, đầu này là gen 10 này, đầu bên kia là gen 12, lỗ rất là gen rất là sâu nhá. Đó, gen này nó sâu lắm, để em đo độ sâu cho các bác xem này. Sâu 4 phân nhá các bác. Đó, độ sâu 4 phân này, em đo bên này. Bên này thì độ sâu còn 4 phân 6 này. Độ sâu rất là sâu nhá các bác. Tha hồ, nó trượt như này nhá các bác, không xoay được đâu, nó trượt lục giác rồi. Đó. Hàng thì nó rất là đẹp nhá các bác. Đấy. Em bán 130k một con. 130k một con này nhá các bác. Bác nào thì lấy nhiều. Đó, lấy từ chục con trở lên thì alo em nhá. Thì em sẽ giảm giá cho các bác một chút để cho các bác về bán lấy lại để bán, hoặc là có thể các bác đi lắp đồ lắp máy cho người ta đó, thì gọi là gỡ thêm được tí công cà phê cà pháo hoặc là xăng dầu nhá các bác. Đó. Còn các bác mua lẻ từ 5 con đổ lại, 5-6 con đổ lại thì là 130k một con. Bác nào mà mua nhiều chục con trở lên thì em sẽ fit cho các bác một chút. Đó, để cho các bác dễ kiếm ăn. Tiếp theo sang bên này nhá, em vẫn còn một ít khóa này này. Khóa này là gen 34 nhá. Bằng inox 316 nhá. Đó, 1000 PSI này, giá con này em bán 200k. Gen này là gen 34 gen mịn nhá. Nó nguyên bản nó như này này. Nó khóa này trước em đang bán 250 nhá. Toàn bộ khóa này là inox 316 hết đấy. Đó. Và bây giờ đến tiết mục lọc nhá các bác. Đó. Thì hôm nay em lên cho các bác hai cái loại size lọc này, một cái loại size 1.4 này và một cái loại size 1.50.000 nhá. Cái size 1.50.000 thì nó bao gồm những combo gì? Nó sẽ có bao gồm hai cái đầu nối này. Hai cái đầu nối chuyển từ gen mịn sang gen thường như này nhá, có cho các bác nhé. Đấy. Đấy. 1.50.000 nhá. Như thế này. Đó, em nếu 1.50.000 là combo như này em tháo ra nhá. Đấy. 1.50.000 như này, tặng các bác một cái lọc như này nha các bác. Tặng các bác một cái lọc như này là 1.050.000. Đó. Cái lọc này thì nó giống lọc ở trong này nha các bác. Đó. Cái này là gen 34 chuyển từ gen mịn sang gen thường. Nếu mà các bác không lấy hai cái cụm này. Hai cụm này em xoáy ra nhá. Nếu mà các bác không lấy hai cái cụm này nhá. Em xoáy nốt cái bên này ra nhá. Thì là em bán cho các bác giá có 950k thôi. 950k này nha các bác. Và em vẫn tặng lọc bình thường. 950k em vẫn tặng lọc. Nếu mà các bác về chịu khó nối cái này bằng ống PCV á. À, nối bằng PCV nối được nhá. Các bác cứ hơ cái ống PCV nóng lên, các bác xoáy vào đây cái là được nhá. Sau đó các bác dội nước lạnh vào nó cứng cái là các bác xoáy ra bình thường. Đó, ống PCV hoặc là ống hàn nhiệt đấy. Đấy các bác tiết kiệm. Đó, tiết kiệm thì chơi kiểu đấy nhá. Không có thêm 100.000 nữa được. Cái này 1.050k này bán combo hai đầu nối như này. Đó. Và các bác lấy thêm một cái khóa như thế này. Đấy thì em tính cho các bác 150 nhá. Đó, thì là như này là 1.2 vẫn tặng lọc bình thường. Đó, đầu tiên giới thiệu về giá và combo trước nhá. Nhắc lại các bác này, như thế này vẫn tặng lọc là giá 1.050.000. Tháo hai cái đầu nối này ra thì là 950k vẫn tặng lọc. Đó. Và lắp thêm một cái khóa thì là 1.2 nhá các bác, 1.2. Và vẫn tặng lọc bình thường. Bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem bên trong nhá. Đó, cái này thì nó chẳng có gì cả, nhưng mà cũng giới thiệu thì phải giới thiệu thôi. Đó, nó có một cái cụm ở đây. Bên trong của nó đây nhá, xịn như này nhá các bác. Đấy, mới chét thành chẹt như này. Bên trong người ta làm rất là cầu kỳ nhá các bác, đánh bóng lừ bóng lộn luôn.
Đó, đánh bóng mà đánh bóng bên trong như này là rất rất nhiều công nha các bác. Đây cái lọc của nó đây, lọc thì nó còn khá mới nhá. Thì cái này thì em khuyên các bác nào mà muốn lọc khí thì cũng xài được luôn nhá. Đấy, các bác lọc khí xài được luôn nhá, không vấn đề gì đâu. Cái này lọc được khí nhá. Đấy, nước nó còn lọc được thì khí chả vấn đề gì. Đây, cái này lọc khí tốt nha các bác, vẫn còn khá là mới này. Đó, lọc của nó đây nha các bác. Lọc này là lọc zin đi theo lọc này, còn đây là lọc của em này. Đó, cái này cũng nhập khẩu từ Trung Quốc luôn nhá, chứ không phải là hàng sản xuất ở Việt Nam đâu. Có tem này. Đó. Đấy, nó có một cái đậy ở đây các bác nhá. Cái này úp vào đây này. Đó. Đậy lại này nha các bác, nó có cái lò xo đấy, nó nén xuống nhá. Nó nén xuống để nó giữ im cái lọc á các bác. Ôi giời ơi, để em ấn nó xuống. Đó. Đó, con này full combo như con này em bán 1,2 triệu nha các bác. 1,2 triệu tặng lọc. Đó. Full combo như này. À, đầu nối này, khóa này, tặng lọc này. Như combo như này là 1,5 triệu vẫn tặng lọc này. Đó. Mà bỏ hai cái đầu nối này đi thì em bán 950 vẫn tặng lọc nha các bác. Quay sang bên này giới thiệu con này 1,4 triệu nha các bác. Đấy. 1,4 triệu là như thế này. Đó, tặng các bác hai cái đầu nối này luôn. Con này thì em tặng luôn, không phải gì. Đấy, tặng nó hai đầu nối này luôn nha các bác. Con này thì nó size nó to hơn nhiều nha các bác. Để đây thì các bác nhìn này. Đấy, nó to hơn, nó nặng gần gấp đôi nhá. Đấy. Con này thì tặng như này là 1,4 triệu này. Lắp thêm một cái khóa như này là 1,5 triệu nha các bác. Đó, lắp thêm một cái khóa như này 1,5 triệu. Còn các bác lấy combo như này là 1,4 triệu. À, xoáy cái này ra em tính 1,3 triệu nha các bác. Đấy, nếu mà xoáy hai cái đầu này ra em tính 1,3 triệu. Cái này thì không tặng cái gì hết, tại vì cái này nó lọc này, nó lọc nó sai. Sai này thì nó không có, sai này em không kiếm được. Đấy, xoáy ra hai cái đầu này xoáy ra như này em tính 1,3 triệu nhá. Đó, nếu mà mua thêm hai cái này này, đây hai cái này có 100.000, đây là không phải là em bán cho các bác cái này 100.000 đâu nhá. Đây là em hỗ trợ các bác cái việc này nhá. Chả đi đâu mua hai cái này 100.000, cái này đi mua một cái như này 100.000 là khó mua. Đó. Như này là 1,4 triệu này, combo tháo hai cái này ra 1,3 triệu. Lắp thêm một cái khóa này 1,5 triệu nhá. Tại vì khóa này em đang bán 200 em hỗ trợ các bác còn 50. Con này thì nó có combo khóa rồi nha các bác. Có combo khóa rồi. Đó. Đấy. Em tháo ra cho các bác xem nhá. Con này lọc thì nó to hơn. Con này lọc nó siêu to. Lọc nó to hơn nhá. Cái cổ nó cũng to hơn. Đó. Tháo ra này các bác này. Tháo cụp này. Đấy. Con này lọc của nó đây. Cái lọc của nó là lọc size to nha các bác. Đấy, lọc cái miệng này nó to hơn này. Đó. Đây, cho các bác xem cái miệng nhá. Cái miệng nó to hơn khá là nhiều, em sẽ kẹp cho các bác cái miệng này để các bác liệu mua nha các bác. Con này này là size miệng này của nó là sang size miệng này là của nó 5/7 này. Đó, đường kính là 5/7 nhá. Em kẹp chỗ có kẹp cả gioăng cao su là 5/7. Còn cái này. Cái này thì được có 4/5 thôi nhá các bác, 4/5. Đó. Các bác liệu mua lọc nhá. Đó, giá thì em báo rồi. Đó. Đó, giá con này em bán là 1,4 triệu này. Không có khóa nhá. Đấy, không có thêm khóa là thêm 150 là 1,5 triệu. Đây, con này thì nó có khóa ở dưới gầm rồi nhá các bác. Con này có van xả đáy rồi, khóa xả đáy rồi. Con kia thì không có đâu. Thế còn cái này thì em bán cho các bác 1,4 triệu này. Tháo hai cái này ra em tính 1,3 triệu nhá các bác. Tháo hai cái này ra em tính 1,3 triệu. Đó. Quay sang bên này. Thì em có ít cái đồ inox nhé các bác. Này về được một ít đồ inox này. Thì chỗ này nó có một cái khóa này. Khóa này rất là xịn nhé. Mới tội nó mất cái nắp, à nó mất cái tay vặn. Về các bác chế cái tay vặn vào xài được. 304 rất là xịn nhé.
Đó, bác nào mà có nhu cầu mua khóa này bảo em nhé, em đi kiếm cho, loại siêu to khổng lồ cũng có. Đó. Này, này là gen 21 này, mặt bích nhé. Đó. Nó là dạng mặt bích này này. Đấy. Đấy, hai con này thành một cái khóa. Đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Hai cái mặt bích này nữa là 8 này, 8 cái mặt bích này nhá. Những cái khóa này, chỗ này em bán là 80k một cân này. Đó. Cái này toàn bộ là gen này là gen 27 hết nhá các bác. Toàn bộ gen 27, cái con này gen 27. Đấy, xoáy vào đây luôn nhá, vừa luôn này. Đó. Cái này thì em có này. 4 này, 7 này, 11 này, 14 này, 17 cái T này nhá các bác. T này là 27 ra 27. T cực xịn luôn nhá. Đẹp lắm các bác. T này đa phần nó đến từ Hàn Quốc hay sao các bác. Nó có chữ nhá. 304 3000 thăng cái gì này. 3/4 này. Đó. 304 này. Đa phần là nó có chữ hết nhá các bác. Đó, có 17 cái giá 120k một cân. Em chưa biết bao nhiêu cân đâu nha các bác. Thế còn chỗ này. Chỗ này thì nó bao gồm một ít cong này. Cái này em bán 180k một cân nhá, bao gồm một ít cong này, cái này là cong 21 nhá. Cái này là cong 27 này. Đó. Ở đây không có cái nào khác ngoài 27 với 21 nhá, và một số cái thì nó nhỏ hơn một chút nhá. Ví dụ như cái này này, trong nhặt ba cái này ra này. Chỉ có ba cái này nhá, nó thu nhỏ hơn ít nữa này. Đó. Ba cái này nhắc lại các bác, có ba cái này thôi nhá là nó thu nhỏ hơn nhá. Đó, em để riêng ra đây. Còn toàn bộ chỗ này con này có một cái đồng rồi. Toàn bộ chỗ này nhá là 21 với 27 hết, toàn bộ 21 27 hết nhá các bác. Nó toàn là đồ, đồ này là đồ thủy lực nhá. Đấy, đồ này là đồ áp cao, nó chịu toàn áp cao đó các bác. 1 2 3 em nhặt riêng ra này, 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. 10 này, 11 này. Được 11 cái T nhá các bác. À cái cong nhá. Cái cong này là 11 cái, trong đó là có 2 cái 21, còn lại 9 cái 27. Còn đây nó là kép thường này, kép này là kép thường nhá. 2 con này, 3 con này. 4 con kép thường này. Có 4 con kép thường thôi nhá. À đây cái này gọi là 12 con nhá, 12 con. Có 4 con kép thường nhưng mà nó rất là dày nhá. Kép thường ý em nói là kép thường là nó không phải là kép đầu nối thủy lực. Kép này để nối ấy nọ. Thế còn cái loại kép này mới là kép kép nối thủy lực này các bác này. Đó. Nó vát vát đầu như này nhá các bác. Giống này nữa này. Đó thì em bán lộn xộn như này là 180k một cân nhá các bác. Đó, 180k một cân. Các bác có thể chụp hình và đếm cũng được nhá. Để em giữ máy im một chút để cho các bác chụp hình, em để như này. Đó, chỉ có cái hai cái này là 21 này. Như lại một số cái như này là 21 nhá. Đấy, nó thu xuống 21 này, còn này cái này vẫn 27 này. Đó, cái này trong này thì em cũng chưa kiểm tra là có inox 316 hay không nhá. Khả năng là có nhá các bác. Cái này thì đa phần khi nó inox 316 á. Đó, em cũng chưa kiểm tra đâu. Xem có cái nào nó ghi 316 không. Đó, còn lại một cái này nó thu xuống nhỏ nữa này các bác này. Đó, thì em bán 80k, à 180k một cân nhá. Nếu mà bác nào mua cả cái đống này, có nghĩa là cân cả cái đống này là 1 này, đống này là 2, đống này là 3 này. Đó, cả ba đống này đổ vô lô xô lẫn lộn thì em tính cho các bác giá 130k một cân thôi nhá các bác. Đó. Đấy, cân cả vào đây em tính cho các bác 130k một cân thôi. Đó, ưu tiên bác nào mua cả em tính 130k một cân. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn còn những cái ben điện lên ngày hôm qua này nhá. Cái này thì lên ngày hôm qua này, các bác có thể xem video ngày hôm qua. Đó, cái này này 300k một cái này. Cái trụ này nhá các bác, 400k một cái này. Những cái đồng hồ này hơn xả 150k một cái này. Đó, đó là những cái sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay rồi. À, ngoài ra vẫn còn những cuộn dây kia kìa, em bán 15k một mét nhé. Dây kia là ống 16 nhá. Ống 16 phi 10, à, ống phi 16 và nó dày 1 ly 2 nha các bác. Đây cho các bác xem cái. Hôm qua em về được 150 mét thì còn cần này này. Chỗ này thì em không nhớ là bao nhiêu mét nữa. Dây này là dây mới cứng chưa sử dụng nha các bác. Đấy, các bác có thể làm giống ống dẫn hơi hoặc ống dẫn nước đều được nhé. Có 15k một mét thôi. Bác nào lấy cả chỗ này thì alo em sẽ giảm đi cho một chút nhé. Đỡ công đóng hàng. Đó.
Các bác mua hàng liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này nha các bác. Cuối cùng em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.